Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình ảo thuật cùng Di. Trong chương trình ngày hôm nay, Di sẽ giới thiệu cho các bạn một tiết mục ảo thuật vô cùng đặc biệt với bộ bài. Đó. Đầu tiên là chúng ta sẽ tráo bộ bài lên một chút. Ok. Sau đó, chúng ta sẽ bảo khán giả, chúng ta sẽ làm như thế này và bảo khán giả dừng ở đâu thì dừng. Dừng ở đây. Ok. Vậy các bạn hãy ghi nhớ con bài này. Tôi sẽ để nó xuống bàn cho các bạn dễ nhớ. Ok. Và bây giờ, tôi sẽ cắm con bài vào giữa bộ bài như thế này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là con bài thực sự đã được cắm ở giữa bài đúng không? Bây giờ các bạn hãy xem này, chỉ cần một cái búng tay, tôi có thể lấy con bài này ra ngay bây giờ. Đó, thế thì bây giờ con bài của bạn đã bay ra ngoài. Con bài của bạn có phải con ba rô không? Chắc là không phải đúng không? Vậy thì các bạn hãy xem đây, tôi sẽ lấy con bài này để tìm ra quân của bạn. Đó, và trong bộ bài này có duy nhất một quân bài đang ngửa. Và đó chính là quân ba cơ. Và quân ba cơ này chắc chắn là quân bài của bạn. Vậy thì bằng cách nào để có thể thực hiện được tiết mục ảo thuật này? Ngay sau đây thôi, chúng ta sẽ được giải đáp. Cảm ơn các bạn. Ok, và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để thực hiện tiết mục ảo thuật này. Để thực hiện được nó, các bạn sẽ cần phải có một cặp quân bài sinh đôi. Tức là sao? Tức là sẽ phải có số là bằng nhau và có cùng màu. Đó, nhưng mà lại khác chất. Chẳng hạn như ở đây là chúng ta có ba rô thì nó sẽ có một quân gọi là quân ba cơ ở bên cạnh. Và chúng ta cũng có thể sử dụng các quân khác, chẳng hạn như là 6 bích. Đó. Thế chẳng hạn như là 6 bích thì chúng ta có thể sử dụng thêm một quân gì nữa, đó chính là quân 6 tép. Đó, tức là màu đen cũng được và màu đỏ cũng được và bất cứ quân nào cũng được, miễn nó là một cặp sinh đôi. Ok. Và bây giờ chúng ta hãy thực hiện như thế này. Chúng ta sẽ lấy một quân, chúng ta cho vào cái phần đằng sau úp xuống như thế này. Nó sẽ có một cái mặt đặc biệt. Và quân kế tiếp chúng ta sẽ cho nó ngửa lên. Thì đây chính là bộ bài chúng ta. Tất cả các quân bài đều rất bình thường, nhưng sẽ có một quân úp và một quân ngửa. Đó. Ok. Và cái quân bài nằm ở phía dưới cùng này chính là quân bài mà các bạn muốn khán giả lựa chọn. Chính vì thế trước khi biểu diễn, các bạn tuyệt đối không được để cho khán giả nhìn thấy cái phần cuối cùng của bạn. Ok. Và bây giờ đến phần tráo bài. Tráo bài thì như tôi đã hướng dẫn ngay từ những cái lúc đầu, các bạn chỉ cần đó, nghiên cứu học cách tráo giả mà thôi. Đó, tráo để giữ nguyên vị trí của các con bài vẫn nằm phía dưới cùng. Sau đó các bạn hãy làm như thế này. Đây cũng là một hình thức chia bài giả. Các bạn sẽ kéo các con bài ra và bảo dừng. Nhưng thực sự khi bạn nhấc lên lúc nào cũng là quân ba cơ. Và cách làm là như thế nào tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn ngay sau đây thôi. Chúng ta sẽ dùng ngón cái và các ngón còn lại cầm và kéo những cái phần ở phía trên lên ra như thế này. Và chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên cái phần bài phía dưới. Đây các bạn. Đó. Sau chúng ta sẽ cho khán giả nhìn cái phần này. Và chúng ta sẽ dùng ngón tay của chúng ta để kéo cái quân bài này đi ra ngoài. Và chúng ta sẽ cho cái phần bài này lại tiếp tục một lần nữa xuống phía dưới. Ok. Sau đó chúng ta sẽ ngửa cả bộ bài lên. Đó. Và cái động tác chúng ta phải làm thật là gọn, thật là nhanh. Đấy, để cho khán giả không để ý. Đó, chúng ta sẽ cầm quân bài của khán giả, cắm vào giữa bài. Khi cắm các bạn không được dùng ngón cái để kéo xuống, bởi như thế này nó sẽ bị lộ ra các quân bài của chúng ta đang ngửa. Thế các bạn hãy cắm vào một kiểu rất bình thường thôi. Cắm như thế này. Đó. Chúng ta hãy đẩy nó vào. Vậy thì bây giờ quân bài của bạn đã nằm úp so với cả bộ bài rồi. Kế tiếp, chúng ta sẽ làm động tác búng tay và xuất hiện một quân bài sinh đôi của nó. Để làm nó rất là đơn giản. Khi chúng ta búng tay, chúng ta sẽ nhấc cả hai tay lên. Và khi nhấc cả hai tay lên, chúng ta sẽ xoay bộ bài xuống, dùng ngón cái để kéo quân bài dưới cùng ra. Đó là quân bài sinh đôi của quân bài mà khán giả được chọn. Và hất nó xuống như thế này. Đó. Đây tôi sẽ làm cho các bạn xem. Nó rất chậm. Ok. Nó rất là đơn giản đúng không? Đây. Đó, và như thế này, bộ bài của các bạn đã tự nhiên được xoay mặt luôn. Tức là nó rất là vô tư, nó rất là bình thường. Tức là chúng ta không thể nào mà có thể để ý được. Đó, sau đó các bạn sẽ cầm lấy quân bài này. Sau các bạn bảo, đây có phải quân bài của khán giả không? Khán giả sẽ bảo, không phải, quân của tôi là quân ba cơ cơ. Sau đó các bạn sẽ bảo, không sao, vậy thì bây giờ tôi sẽ dùng quân bài này để tìm ra quân bài của các bạn. Chạm nó vào đây. Đó, và chúng ta sẽ từ từ mở bộ bài ra.
và lấy ra cho khán giả quân bài ba cơ của các bạn đang ngửa ở trong bộ bài này. Đó, điều duy nhất quân ba cơ ngửa trong bộ bài này. Vậy thì tiết mục đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn. Vậy là trong chương trình ngày hôm nay thì Dì được hướng dẫn cho các bạn một tiết mục ảo thuật về bài vô cùng đơn giản. Chúc tất cả các bạn thành công với tiết mục ảo thuật này và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Chào các bạn!